Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe crossover 5 chỗ ngồi các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Mazda CX-5 này đây ạ. Thưa với quý vị và các bạn, chắc quý vị và các bạn cũng đã biết ở những chiếc xe Mazda CX-5 nó có những phiên bản 2.0, phiên bản 2.5 và ở mỗi phiên bản nó đều có những cái phiên bản riêng, đó là một cầu hay là hai cầu. Hôm nay ô tô 360 chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe Mazda CX-5 này đây, phiên bản 2.0, số tự động, hai cầu quý bạn nhé, hai cầu AVKD, 4 bánh toàn thời gian ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2015, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, một chủ từ đầu và chiếc xe này mới lăn bánh có 5 vạn km thôi. Chiếc xe này là của một ông trạm trưởng của một trạm y tế sử dụng, một chủ từ đầu đấy, chạy rất là ít, mới có 5 vạn km thôi các bạn nhé. Và ở cái phiên bản 2.0, số tự động, hai cầu AVKD này, nó là bản đủ rồi. Xe được trang bị đèn pha bi xenon ông này, cửa sổ nóc này, ghế chỉnh điện này, đèn led này, option thì đầy đủ rồi. Và đặc biệt là chiếc xe này được chủ xe vừa mới thay một cái dàn lốp Michelin, đi rất là êm các bạn nhé, cả dàn lốp Michelin R19 các bạn ạ, rất là đắt tiền. Và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe Mazda CX-5 này, chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản, tất cả còn nguyên bản ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 568 triệu đồng quý bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị các bạn. Vì vậy mà quý vị các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý bạn có thể trả góp trong vòng 5 năm. Vậy nếu như quý vị các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mazda CX-5 2015 hai cầu này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Mazda CX-5 phiên bản 2.0, số tự động, hai cầu AVKD, sản xuất 2015, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội nè. Mời quý vị và các bạn.
Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần nội thất, ngoại thất và phần động cơ của chiếc xe Mazda CX-5 phiên bản 2.0 hai cầu AVKD sản xuất năm 2015 này các bạn nhé. Với chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản và còn rất là mới ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 568 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mazda CX-5 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Mazda CX-5 này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên từ kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.